Làm thế nào để đồng bộ dữ liệu khi mà mình công tác ở xa cho những người ở studio ở nhà có thể dựng được? Ở tại studio của Sương, bọn mình đang sử dụng một công cụ, đó Google Drive. Mình đang đi làm công tác ở xa và mình sử dụng điện thoại này, mình có ghi lại một số footage và mình cần gửi về nhà cho bạn dựng nên edit thành video. Mình sử dụng một app là Google Drive. Mình sẽ tạo một thư mục mới và ở trên máy tính này mình cũng đang bật luôn phần mà đồng bộ với lại điện thoại. Bây giờ mình sẽ gửi cái video lên đây, xem tốc độ nhanh không nhá. Điện thoại này đang sử dụng 4G, máy tính ở studio thì được cắm vào dây mạng. Upload này, ấn photo, ấn vào đây. Hiện có thể mình sử dụng này một cái video clip mà chỉ đường vào đến studio mình cần bạn edit, bạn dựng trong hôm nay, và một số footage khác, ví dụ như là thêm một cái ảnh nữa đẹp đẹp đi, một cái ảnh ở studio, ấn upload và quá trình upload đang hiển thị. Vậy là mình sẽ upload lên đây 3 file. Thì các bạn cũng có thể thoát ra và để nó chạy nền thì cũng được. Thế nhưng mà để nhanh và đảm bảo hơn thì chúng ta nên mở cái phần mềm này ra cho đến khi upload xong. Bây giờ mình sẽ xem ở trên máy tính là sẽ xuất hiện cái file đấy chưa. Đây, đã có đến ảnh thứ hai rồi. Vậy là tốc độ nó khá là ổn. Đấy là xong ở trên điện thoại. Vậy thì trên máy tính làm thế nào để cho nó tự động xin về, lưu dữ liệu về mà chúng ta không cần phải vào cái địa chỉ và ấn tải xuống nữa? Khi các bạn cài xong cái Google Drive, các bạn nên để nó ở cái chế độ chỉ lưu online. Đối với các thư mục mà các bạn mà cần update trong ngày, offline asset là available offline. Cái Google Drive nó sẽ tự hiểu là nó dữ liệu gì mới, file gì mới, nó sẽ tự download về, miễn là khi máy bật lên. Khi mà nó nén lại tải thành từng patch và mỗi patch đấy nó chỉ có 2GB thôi. Vậy với dữ liệu lớn như là video clip mà footage bọn mình chia sẻ, nó rơi đến tầm 10GB hay là 20GB hay nhiều hơn hàng trăm GB thì nó cứ chia thành 2GB như thế, tỷ lệ hỏng file rất là lớn, quá trình download xuống nó rất là chậm và dễ lỗi. Đấy là cách